chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tóc cho búp bê bằng dây ri băng. Thì cách làm cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ chọn một cuộn ri băng có kích thước là khoảng 2,5 cm, bề rộng là khoảng 2,5 cm. Cũng có thể các bạn chọn 2 hoặc 3 cm đều được, nhưng mà ở đây mình sử dụng 2,5 cm. Và đầu tiên chúng ta sẽ ướm thử coi chiều dài của tóc, mà các bạn muốn tóc dài khoảng bao nhiêu thì các bạn sẽ ướm thử và các bạn sẽ cắt một đoạn ri băng có chiều dài tương ứng. Sau khi cắt thì mình sẽ hơ lửa. Hơ lửa đầu mà mình mới cắt á. Và đầu ngược lại thì mình sẽ gỡ ra khoảng 1-2 sợi. Thì các bạn thấy là có một đầu sẽ rất là dễ gỡ và một đầu nó sẽ bị móc lại như thế này. Thì ở đầu móc lại này, các bạn sẽ lấy cái sợi tưa bên hông, các bạn kéo ra. Kéo cái sợi tưa bên hông này ra. Và sau đó chúng ta sẽ gỡ rất là dễ dàng. Gỡ cái sợi ngang này rất là dễ dàng. Đây, các bạn cứ gỡ. Như vậy là chúng ta đã được một lọn tóc như thế này. Tiếp tục thì các bạn cũng sẽ lặp lại giống như vậy. Và để cho nhanh hơn thì các bạn có thể cắt 2 hoặc 3 sợi cùng một lúc. Và sau đó thì chúng ta sẽ gỡ 2 và 3 sợi cùng một lúc. Còn nếu như các bạn thấy khó gỡ quá thì các bạn có thể dùng kéo và cắt hai cái đường hai bên này luôn. Sau đó các bạn gỡ từ ra thì nó cũng sẽ gỡ được, nhưng mà rất là lâu. Và cái cách mà mình gỡ một cái đường bên hông ra thì rất là nhanh. Ở đây mình sẽ mình gỡ 2 sợi cùng một lúc nè. Khi mà mình đã gỡ được cái phần đường bên hông ra rồi thì chúng ta kéo cái sợi này ra rất là dễ dàng. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong những cái lọn tóc nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ kết vào trong đầu của búp bê. Các bạn có thể dùng sơn móng tay, hoặc là dùng keo nến, hoặc là dùng keo sữa để kết những cái sợi này vào trong đầu.
đây thì mình dùng keo sữa để mình dán tóc vào. Chúng ta sẽ dán từ dưới lên trên. Các bạn có thể canh cái vị trí mà các bạn kết tóc bằng cách là dùng kim gài để các bạn canh cái vị trí đó, hoặc là các bạn cũng có thể dùng sợi chỉ và các bạn may sẵn một cái đường giống như là đường ranh giới đó, để các bạn biết cái chỗ mà các bạn sẽ kết tóc vào. Mình sẽ dán từ dưới lên trên, và tùy theo các bạn muốn làm tóc dày hay tóc mỏng thì các bạn sẽ dán cái lớp ở trên và lớp ở dưới nó cách xa nhau hoặc là nó gần nhau. Các bạn sẽ dán từ dưới lên trên cho tới phần đỉnh đầu thì mình sẽ dán tạo thành đường ngôi. Các bạn có thể tạo đường ngôi giữa hoặc là đường ngôi ở bên đều được. Sau khi chúng ta đã dán xong toàn bộ phần tóc vào đầu thì các bạn có thể dùng lược để chải ra và tết tóc hoặc là cắt tỉa tóc theo ý thích.